Không chứ ai nói còn nói gì đâu. Ừ. Béo rồi. Béo. Quá béo. Mà có điều giờ mưa rồi chắc vô quá cả nhà. Út rồi. À kêu vô. Nó lội lên nè. Vô vô. Mẹ mẹ nấu ăn không không? Nhưng cái tốt ghê ha, bự nữa. Nó tốt mà nó ngon quá. Không để vô nhiều nhiều vô. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi. Cha mới phát hiện ở bên nhà anh Trung á có quá chừng cây điên điển có bông luôn. Hôm bữa con đâu biết đâu, tưởng là dưới mình nay tiệc chủng luôn rồi mà ai nhà trên nhà anh quá trời luôn, 7-8 cây luôn á. Ừ. Cái này thân điển này điển rừng của mình à. Hồi dạ. Xưa nè, chứ không phải điển Thái bây giờ. Bông là bởi bông túc 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 à. Dạ. Này cả nhà. Nên hai cha con ghé xin ảnh mớ. Cả nhà thấy không? Ở đây nè, cây này nè. Rồi cây vàng bên đây nữa. Điên điển bữa mua ngoài chợ là nó bự chán à. Điên Thái. Con này điên điển gừng của mình nè. Thơm lắm cả nhà. Mùi thơm dữ lắm luôn á. Cái này nó tới mùa tháng nước mình nó mới có. Dạ. Chứ còn điên Thái kia thì là lúc đầu có đó. Trầm bông điên điển. Cha đây nó có trái rồi cha. Cái trái điên điển nè. Này cây này nó thấp rồi cả nhà. Hai đã luôn. Ngoài chợ thấy bây giờ bán điên điển này chắc không có đâu. Điên điển Thái nhiều. Cha mình nấu vịt nấu cha mà mình nhúng cái này vô được không? Được. Cho con hái được như đây ăn đủ rồi cả nhà ơi. Tại mình còn rau ở nhà nữa, hái nhiều quá dư uổng. Quyên làm vịt nấu chao á. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn sàng hết rồi nè. Sáng đi chợ mua con vịt này về thì đã làm lông lại với lại chà muối rồi, giờ Quyên chà thêm một miếng gừng cho nó không có mùi lông. Đây là hũ chao. Mình sợ mặn quá cho nên là Quyên chắc bớt nước ra. Cho nửa hũ luôn. Quyên cho đường vô. Hạt nêm. Bột ớt Hàn Quốc. Cho chút thôi. Quyên cho muỗng sa tế. Dầu màu điều.
Mình sẽ để cái phần thịt này ướp trong vòng 1 tiếng rồi sau đó mình sẽ đi nấu nha. Chào em cắt hết mớ mồng tơi luôn cả nhà. Để nó lên vậy nè, dài mà bòm lum lá chứ cắt hết luôn. Mấy cây cao cao thôi, còn dạ. Cây thấp thôi. Dạ. Thấy vậy chứ mồng tơi này là trước giờ là Quyên cắt làm mấy nồi canh độc tàn rồi cả nhà. Rau dền này rau dền đỏ. Trời ơi, mấy đám mưa lên cái nó lên ha. Mập ú à. Giờ chắc chuẩn bị ra bông hay gì đây. Có bông mà. Để mai chiều giờ mình làm nồi canh tập tạng nữa, ăn hết cái mớ rau dền này luôn. Con nhỏ mấy cây bự nha. Mấy cây bự đi. Ăn mấy cây bự, còn mấy cây nhỏ để dành cho lớn. Cái ngon ha. Ừ. Quyên có chuẩn bị nấm rơm, sáng mua nửa ký. Rồi bên đây là một củ khoai môn, củ này ký mấy lần này cả nhà. Bự chán ha. Nãy hái ngó bông điên điển, mua lại rau, còn cải bẹ xanh thì mình rửa rồi. Trong thời gian để ướp thịt vịt đó thì Quyên rửa mấy cái rau này lên lấy ăn chung cả nhà. Hôm nay là rau ở nhà thôi, mình không có mua ham gì chứ. À, có nấm. Còn lại rau nhúng lẩu thì mình không có đi, không có mua. Ở nhà có. Nhà rau nhà quá trời luôn, ăn đã đời. Tới vừa này thấy gì mà quá trời nước không chơi. Tới này nước nhiều à. Tới này nước quá trời uống hết rồi. Cải này nè, hồi nãy là Quyên định là để dành lại á, nó có bông luôn rồi. Cái cha nói cắt luôn ăn, chứ để nó mốt nó già rồi sao ăn. Giờ Quyên cho hành tím, gốc hành, cái ớt vô. Cái này ớt thấm rồi cả nhà, cho hết phần vịt vô. Thịt nó săn rồi á, tôi sẽ cho một trái dừa vô. Dữ
khoai tây bỏ vô luôn cả nhà. Bên đây thì bắt lên cái chảo. Cái phần hồi nãy mình để vô mình không có chiên trước á, cho nói là để trước vậy cả nhà, cho một lát nó ra bột sền sệt cái nước. Sẽ làm nước chấm. Nước chấm từ chao luôn. Cho vô đây một muỗng đường sa tế. Một miếng chanh. Cho thêm cái phần chao vô. Khoai môn nguyên chiên xong rồi nè. Mình đem mình bỏ trong cái nồi cho nó thấm luôn. Cuối cùng là mình sẽ cho hết cái phần nấm vô. Giờ nguyên tắc bếp nha, mình chuẩn bị mình ăn. Nhìn hấp dẫn ha, quốc một nồi ăn tới chiều luôn. Hôm nay ăn rau đã luôn cha. Một cái nồi lẩu đây. Cái nồi lẩu mình xoay cả nhà ơi. Lẩu vịt nấu chao. Bên đây á, là có đậu hũ trắng đây nè. Rồi thôi bây giờ là gia đình Dương sẽ ăn vịt nấu chao rồi mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Mời cả nhà. Mời mọi người nha. Dạ. Ôi cái mâm gạo quá trời xung xê luôn. Một tô chà trước mà nãy có cái đùm gục ở đâu. Thôi ăn họ lội lên. Nè nó lội lên nè. Dạ, để bún luôn ta. Dùng hấp lẩu trước đi. Được con họ ăn con làm bún bể vô. Rồi, mời cả nhà ăn luôn. Dạ. Dạ. Thảo, màu sắc đẹp quá hả? Dạ. Nóng. Nước súp á. Ngon, béo thanh ghê. Béo của chao. Béo với chép hay môn nó kìa. Môn. Dạ. Rất là béo luôn, nhưng mà cái này nó hơi cay ha. Hơi cay phải không? Ừ, hơi cay á. Vịt nấu chao này màu sắc đẹp ấy. Màu đẹp. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên là em thấy cái màu thịt nấu chao màu này luôn. Dạ. Đó giờ mẹ nhà nấu là bình thường. Không có để màu nhiều với lại luôn. Cái này con có để thêm bột ớt á, bột ớt Hàn Quốc á. Bây nó cay nè. Nó ra màu này nè. Rồi em để sa tế nữa. Sa tế hả? Dạ, miếng sa tế nữa. Người tao bỏ ăn mới để chao đỏ. Dạ. Mấy không mà để chao đỏ là cũng ra màu đẹp đó này. Mà trong đây em thấy đủ hết luôn đó. Cái gì cay cũng có. Có ớt luôn. Mà ngon. Béo. Thịt chà chở mềm á cha. Mềm. Nước chấm vậy là cũng vừa ăn thế này. Nước chấm chao cũng vừa. Em cũng để vô miếng sa tế cho nên nước chấm nó cũng hơi cay cay nha. Cay gì em thấy cay. Tê luôn. Này nhanh, cộng này chắc ăn này được. Này giống như ngoài chợ luôn. Ê coi chừng có già nha, có cái nó cũng cứng rồi đó. Mình ăn tới đâu cái mình lặt tới đó luôn ha. Ngon quá. Úc ăn đi, Úc ăn đi. Rau nhà trồng không luôn. Có bông điên điển là sáng em với cha đi hái. Hái cũng ở gần nhà đó. Dạ. Cứng rồi. Cho miếng đọc lan. Có đọt lan nữa nè cả nhà. Cải xanh.
chút bông hương điển nha. Dạ. Vịt nấu chao là phải có đậu hũ trắng hả cha ha? Ừ. Trời chuyển mưa, cái nhà bữa ngày mưa nhiều lắm, mưa hoài à. Rồi Quân nấu xong cái nồi vịt nấu chao á là trời ui 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 vậy nè. Ngồi ngoài đây ăn rất là ngon luôn á. Rau chín rồi. Ăn miếng đậu hũ đi. Lần đầu tiên là thấy ăn vịt nấu chao mà nhúng bông điên điển luôn á cả nhà. Mình xem bông điển này hái nó cánh màu hơi sậm sậm ha. Dạ. Ừ. Cái loại này cái màu nó không được vàng này. Dạ. À, cái màu nó tím tím kỳ kỳ. Nó hai loại. Nãy có cái thân tỉnh có hai cây cây loại cây nó thân tím tím, cái bông nó màu tím tím. Sắp mưa rồi cả nhà. Quên qua em. Dạ dạ. Quên quên. Dạ thôi giờ Quên ăn với cả gia đình nha. Mưa tới rồi. Đúng nóng rồi. Ừ. Đúng nóng. Rồi, ăn đi cả nhà ơi. Làm quém đuôi luôn. Đuôi ra. Em uống em cái uống cái. Cái nước giờ sạch sạch luôn chứ. Ừ. Cái đó phải mổ ra. Ừ. Nè nè nè, qua cái đùi nè. Công cực khổ. Rồi, cảm ơn cha. Công cực khổ. Công cực khổ được cái đùi. Cái nước này nãy mình nêm là mình thấy rất là ok luôn á, ngon á. Không biết ăn giờ sao nó có sắc xuống không nè. Nè tao kiếm cái đùi rồi, coi để cho Út cái đùi đi. Út Quyên để cho Út cái đùi Quyên. Đâu đâu đâu. Ôi nó kẹo không nội mẹ. Ăn thử đi. Trời ơi lặn ra mà, thở cái đùi cho đó. Nè Út. Thôi nè Út ăn cái đùi đi mà. Ngại ngùng gì nè. Ngại ngùng gì. Ui mua tới luôn cả nhà ơi. Bây giờ ngoài đây mua luôn nè, nhưng mà ở trong đây không sao. Không sao ha. Ướt không? Không sao đâu. Khi nào ướt mình chạy. Khi nào ướt chạy đi. Nãy tính tưởng không mưa mà giờ mưa luôn rồi nè. Mưa rồi. Ngon. Ngon cha. Ừ. Ngon chứ ai nói còn nói gì đâu. Ừ. Béo rồi. Béo. Ừ. Quá béo. Mà có điều giờ mưa rồi chắc vô quá cả nhà. Ướt rồi. À thì vô. Chứ hơi ướt tầm nổi. Ừ. Vô. Vô nhà ăn tiếp. Ừ. Hãy biết mình nói đi. Ngon quá. Quá ngon. Rồi. Mưa quá cả nhà ơi. Mưa cho nên đem vô đây ăn luôn. Chứ ở ngoài tính là ở ngoài mà mưa ướt. Rồi mà cả nhà nha. Mới nè em bàn vô cái trời hết mưa. Nhưng mà có điều lầy cả nhà. Mưa nó cũng lớn lắm. Giờ lầy. Cố không? Cố không? Nhận rau đi không? Dạ. Này có gạo ăn mà không ngán. Rồi, mời cả nhà cái đùi nha. Thầy cãi, có đùi. Vô cái đùi nha. Vô. Vô. Hai cô chám mình được ưu tiên. Rồi chấm nước sốt. Vịt này mềm. Mềm. Nước sốt chua chua béo béo. Cay cay. Thơm chao. Ngon. Cho hít nào cho để vô đó chứ. Cho để một tay vô. Ừ, có này luôn. Con đĩa này hồi đi nó múc. Thì con gan nó không ngán được. Lúc trẻ ăn người ta có thường để có rau muống nữa. Dạ, đúng rồi. Mẹ nấu hồi trước giờ thường thường nó hơi lỏng mấy chưa. Ừ. Bữa nay là làm nhiều nhiều khoai quá. Nhưng mà nó cũng như là cái nước nó phải có hơi lền lền. Dạ, đúng rồi. Lền cũng phải môn. Phải môn. Mới ra mới được.
Để đó, là em định làm á, khoai môn chiên hết luôn, là nó sẽ không lòn nhiều nha. Cái cha nói thôi để con nó đừng có chiên hết, để một số đặng cho khoai môn tan ra cho lòn lòn với nước cho ngon. Béo. Dạ. Bún cha. Rồi cha mới ăn chém bún rồi. Đậu hũ rất là hũ nè. Mềm ngon. Mua con chén mà đã luôn á. Mà trời mưa nè. Đầm đà luôn á. Trời mưa nè ăn lẩu cũng hợp lý ha. Bố em mua hoài không? Chú bảo rồi. Một tháng là tháng của ông trời mà. Thịt này ăn ngon. Có bằng được không? Được. Trang ướp không? Trang cho. Trang ướp nước đi. Nấm ăn cẩn thận nhốt. Có phải đợi nó nguội thiệt chứ mấy ông làm phỏng luôn á. Cẩn thận có nấm là đợi nguội thì nguội. Đang đói ngon quá. Dạ. Mà trời mưa mưa vậy nè. Rất đấy mát. Cái vườn rau bữa con giờ của mình cũng chả. Mình ăn là cũng nhiều lần lắm rồi đó. Với cả ba cải mưa quá con giá nó không ngon. Dập. Mà bữa giờ anh thấy cha không đổ thịt thuốc nữa gì đâu. Không có phân thuốc nữa. Cái đó là cải bè dúng cha. Mới đầu thấy là tưởng đâu cải bè dúng không ngon mà ai nhà ăn ngon quá trời luôn. Cải bè dúng nhúng lẩu được rồi ăn sống cũng ngon nữa. Cải bè dúng là ăn sống là mềm á. Nó ăn sống ngon hơn cải bè xanh. Muốn giờ ăn quá. Lần đầu con nấu nè. Dạ. Hồi đó là mẹ nấu ăn không phải không? Chứ trước ta cá ăn ngày nhiều thường. Cá bà dúng nóng lẩu ngon không? Mềm. Cây cải nó bự, một số cây bự á nguyên định để dành mà ai nhà cha hái luôn á, cha nó hôi để mai mốt nó già ăn không được uổng, giờ ăn đi nó ra bông luôn cả nhà. Mình thấy là ngoài chợ người ta sẽ trồng cải nó bự hơn nữa đó. Dạ. Mà ở đây mình không có phân thuốc nhiều mà được về là cũng là ngon lắm rồi. Dạ. Mình cũng bóp đâu có thuốc bàn gì. Còn ngoài chợ là người ta bán người ta sẽ thuốc hay phân nhiều. Dạ. Nhìn cái cải tốt ghê, không bự nữa. Nó tốt mà nó non nữa này. Còn mình về cải giờ thấy già đó. Ở này là phải có bẻ xanh. Có bằng nhiều rau hôm nay nha. Ok. Ok. Mày lấy kéo một cắt cho. Bữa giờ hâm hâm là làm cái món này nè mà tới hôm nay mới làm chứ làm hồi tuần trước rồi á. Mà lâu lâu ăn lại ngon không mày. Hồi trước mẹ nhà có tiệc tùng á cả nhà thì mẹ thường nấu món này thì nấu chao, nhưng mà dạo gần đây là mẹ ít nấu lại rồi. Ăn đậu mốc được. Ăn thêm bún mập được rất là ngon.
mưa vậy mà nó hầm ha. Ngon không á. Ngon qua cái xong cái nhỉ. Mấy hơi đất lên. Mà ở này hơi nóng, ăn cẩn thận cái nha. À, nãy giờ chưa ăn bông biên điển. Bông biên điển lấy giá múc. Ủa? Đâu rồi? Nó xẹp hết rồi vậy? Xẹp rồi. Thấy nắm đỏ giờ chứ, nó tan không rồi. Dạ. Nó xẹp xuống chưa? Đang sống để vô cái ăn rồi. Để nhiều nhiều vô. Mà từ nào giờ có ai ăn bông biên điển mà ăn vịt nấu chao ăn bông điển không? Con không biết luôn. Mình nói vậy chắc là được. Con đầu tiên. Hoặc là em để bông điển trong chén cái múc nước sôi để luôn. Nó sắp để vô. Mời cả nhà cục thịt nha. Này chấm với nước sốt chao này. Bà chế luôn. Chao cũng ngủ chao cũng cũ luôn, nó trông ngon, béo. Hổ chao vô lâu mà chao. Trời ơi. Màu rất đẹp luôn. Nhưng mà hồi sáng con nấu á thì lấy chao bình thường nấu. Còn nước sốt thì con làm chao đặc biệt nha. Chao đỏ hả? Nước sốt con làm chao đỏ. Hồi lúc nó còn sống á. Mỗi lần nó ăn chay á, nó thường kêu mua chao cho nó. Mà mua cái hũ chao tiêu rồi nó ăn. Còn mua hũ chao ớt á, nó ăn có miếng. Nó ớt không được. Cay. Gấp gạo ăn không? Cho bún vô. Ngồi cái này bỏ bún vô ăn rất là bắt luôn á. Bún ngon. Cho ăn thêm bún không? Cho thêm bún nha. Rồi ăn nào. Mà thật sự món này ăn thì mau ngán. Nó là nữa. Nó béo béo béo. Béo béo. Béo cũng phải mồm. Em có để nước cốt vô không? Để nước cốt vô là ra. Là ra gì giống chạy? Cái món hồ rồi đó. Đang ăn thử miếng bông biển điển à. Có ăn bông biển điển với cái món này có hợp không? Ủa chứ ăn cái ruột rồi không cha? Đúng rồi. Rồi. Mày nấy cái ruột ra rồi. Dầu nhúng vô cái ăn liền cho nó ngon. Lâu quá nó mềm mà hết ngon. Giờ đừng nhúng ra nữa, thấy vậy nó nhiều lắm á. Nhưng cả bè nhúng em cũng để vô chén rồi. Chế vô rồi. Đây, bông biển điển. Vừa một chén luôn, hay nóng lạnh luôn nè. Ủa bông biển điển không? Để em miếng đi. Hết rồi, hết rồi. Để em để cho miếng bông biển điển ăn thử. Chắc cũng ngon á. Bông biển điển này bông biển điển gì? Thái. Không phải, của mình á. Đúng, phải không? Dạ. Không phải Thái. Cái bông nhỏ hơn á. Thơm hơn nữa. Tại vô đây mắc chao á, không có mùi luôn, không có mùi nhiều. Cái mùi chao nó áp qua mình. Ngon ngọt. Thơm thơm nhẹ. Nhỏ hơn kia ha. Nhỏ hơn. Thì sáng em cho Thái. Tính Thái nhiều nhiều một chút mà thôi, suy nghĩ lại. Thái đủ ăn thôi. Ăn hết bỏ đâu uổng. Bông biển nhúng này ăn cũng được. Ngọt, ngọt á. Nó cũng có thơm ha. Thơm á. Thơm nhẹ. Chào ác á. Ác cái mùi. Cái đồ hủ đúng rồi. Miếng đồ hủ heo. Nóng nha. Mấy này nóng phải đợi nguội nha. Em muốn đậu hũ quá. Mấy cái của mình đó đây nè.
đợi mai mốt nó lớn, tại vì mấy cải bự mình đã hái hết rồi, giờ còn cải nhỏ nhỏ à, mai mốt lớn chắc làm bữa bánh xèo mới ăn quá trời. Hay vậy chứ cũng màu lớn. Dạ, nhanh lắm. Nhanh. Nhất là ba cái mùng tơi. Ừ. Tốt đó bò, cộng nấu nó vậy thôi. Ý là đất mình không có tốt lắm rồi đó. Mình trồng là theo người ta là ăn đó, xong rồi đó mà mình mới ăn được ăn à. Đó cầm mốt ở đất trồng làm mấy ngày là đất bốt làm mấy ngày có ăn rồi. Mình trồng lâu lắm á. Nhìn cây cải hả, nó nhìn nó nhỏ nhỏ thật sự nó già chứ. Nó có mốt hết chứ. Không có thuốc rồi, không phân được một ít đó, xương con miếng rồi bỏ lên. Mà đất mình thấy cũng không tốt nè. Tại mình trồng thuốc cỏ nhiều quá. Ít bữa làm chiếc bánh xèo nữa cả nhà. Tại vì lá cải bây giờ nó bự vậy nè. Mình móc quần lại nó bự vậy nè. Có nha. Để bánh xèo trong á. Cái bình để bánh xèo trong mình gói rồi mình ăn. Ngon. Lúc trước cha yêu cầu mỗi lần làm bánh xèo yêu cầu cải bà xanh. Cải bà xanh. Đâu mua đâu. Bây giờ chồng có rồi. Cha thích cải bà xanh với gì ta? Lá cách. Lá cách. Mà thường bánh xèo phải có cả bà xanh nó mới ngon. Bánh xèo, cả bà xanh, rồi lá cốc, lá lụ đồng này. Lá cốc chua chua. Ở miệt lâm tinh rừng rồi trước đi lên núi ông á, từ hai bên ta bán bánh xèo có cái lá bánh xèo lá lá rừng nha, lá cây rừng đó, lá chảo lá gì đó thì lim la mình đâu biết, đọt bằng lăng gì đó. Hôm nay dậu có gắp thịt ăn không? Có. Ốc ăn dẹp gấp nha, tôi gấp nha. Tại vì gần mà. Có tự gấp ăn. Nãy giờ Quyên ăn rau quá trời luôn. Ăn đã luôn. Cái vườn rau đó còn ăn nhiều nhất chứ ai. Hiểu quá. Hồi đó là Quyên hái ba cải này cả nhà. Cái vô quốc một nồi canh vậy đó. Không có gì chứ, canh không nha. Ăn rất là ngon, hai cô cháu ăn nè. Quyền khoái ăn rau quá nhỉ. Anh hình cũng khoái rau nhưng mà chắc không có bằng em đâu. Còn cái xà lách này, ủa cả bẻ xanh này chị hai ăn không được lắm. Nồng hả? Không thích lắm, tại nó chị hai nó nhẫn nhẫn chứ không. Không chuộng bằng cái xà lách dúng. Xà lách dúng mà chị hai khoái. Mà cái bẻ xanh là ăn là loại nó phải nồng nồng vậy. Của mình là ít nồng rồi đó. Tại đất hay sao? Không nồng lắm. Ăn là quá no luôn. Bữa ăn ngày hôm nay nha. Trời mưa nhưng mà thật sự ăn rất là ngon ha. Bữa mấy bữa mưa nhà ăn lẩu là hợp lý luôn. Mà hôm tờ cũng mấy ha. Mưa có một chút một cái rồi ngưng luôn tới trưa qua ăn cái rồi. Rồi cả nhà thì hôm nay là có vườn rau, có rau đầy đủ ngon quá. Quyên làm một nồi lẩu vịt nấu chao ăn. Chả thấy sao chà. Lần đầu con nói vậy được không? Đúng rồi, là lần đầu con mà nấu như vậy là thấy cha thấy là ok đó, được đó, ngon đó. Nó béo nhưng mà nó cái gì cái em là nó ngon, là có nhờ nó có cái củ môn, phay môn. Dạ, nhưng mà không có phay môn thì nó không ra. Dạ. Mà ngon hơn nữa là mình kết hợp các loại rau. Dạ đúng rồi, rau nhiều. Rau của nhà mà trồng con tăng lên cái màu sắc rồi mình thấy nó hấp dẫn. Màu sắc là nhìn đẹp hết nha. Còn cái truyền thống ở nhà mình nấu là nó không có màu. Màu trắng. Màu trắng đục ha. Ướp rau đỏ vô rồi thấy ví dụ ấy tích rồi để miếng xà té vô nó hơi cái màu nó hơi tới đâu. Như bữa nay là đậm màu đẹp luôn á. Dạ. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay thì Quyên chỉ chia sẻ với cả nhà như đó thôi. Có vườn rau nói chung là quá tuyệt vời, cho nên nó là cả nhà ở nhà có đất á, cả nhà cũng trồng rau nha. Rồi tới nay thì mấy cha con cô cháu xin kết thúc video nha. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Bye. Bye. Bye.